안녕하세요. 제 이름은 풍이라고 합니다. 오늘의 주제는 날씨 관련 단어입니다. 제 발음을 잘 듣고 Xin chào các bạn, mình là Phương và chúng ta sẽ có cái chủ đề của ngày hôm nay đó là những cái từ vựng liên quan đến thời tiết. Cụ thể sẽ là 60 từ vựng tiếng Hàn nói về thời tiết. Các bạn hãy nghe phát âm và nhớ lại nhé. Mùa

Khí hậu ôn hòa. Ôn hòa hân kỳ hủ. Ôn hòa hân kỳ hủ. Ôn hòa hân kỳ hủ. Khí hậu ôn hòa. Mùa mưa. ugi, kỳ. ugi, kỳ. kỳ. Mùa mưa. Mùa mưa dầm hoặc là mùa mưa tập trung các bạn có là trăng ma trời ma ma mùa mưa rẩm hoặc mùa mưa tập trung, mùa khô, con kỳ, con kỳ, con kỳ, mùa khô, bầu trời, Hà hà늘 thanh lửng bầu trời sương mù anh kể anh kể anh kể sương mù cầu vòng muji kể muji kể muji kể cầu vòng ánh mặt trời, happy, 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 ánh mặt trời hoặc là ánh nắng. Đối với từ này các bạn cần chú ý biến âm. Cái dòng chữ màu màu đen dòng thứ hai chính là phần mình mở rộng cái phần phiên âm cho các bạn viết như thế này nhưng mà các bạn cần chú ý viết phát âm là happy, happy, ánh mặt trời. Lũ lụt hông sủ hông sủ hông sủ lũ lụt sấm chân tùng chân tùng chân tùng sấm mây cù rừng cù rừng gù rừng mây thời tiết năng si, năng thời tiết, nhiệt đới, dọn tệ, dọn tệ, tệ, nhiệt đới. Đối với từ này, các bạn cũng cần chú ý gấp đôi phụ âm từ ở cái âm tiết thứ hai. ôn đới, ôn tệ ôn đề ôn đề ôn đới hàn đới hàn đề hàn đề hàn đề hàn đới chớp tức là cái tia chớp ý bon kè bon kè bon kè chớp trận bão Phúc phùng, phúc phùng, phúc phùng. trận bão, không khí, cung kỳ, cung kỳ, cung kỳ, không khí, nhiệt độ, ôn đủ, ôn đủ, ôn đủ, nhiệt độ nước mưa pin mùi pin mùi pin mùi nước mưa các bạn chú ý về cách phát âm cần biến âm giống như là cái chữ màu đen mưa rào sonagi, 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 mưa rào gió giật sư khổ sư khổl sư khổl gió giật mưa phùn ý sư bì ý sư bì mưa phùn gió Param. 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 rằm sương sorry, 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 xương, độ ẩm hoặc là hơi ẩm, súp kỳ, súp kỳ, súp kỳ, độ ẩm, hơi ẩm. Các bạn chú ý gấp đôi phụ âm ở cái âm tiết thứ hai, súp kỳ. Sao hoặc là ngôi sao. Bờ Biel. Biel. hoặc là star, 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 đây là một từ tiếng Anh. mặt trời, chúng ta có hai từ có thể dùng như nhau là theyang, theyang hoặc là hè, hè. theyang có nghĩa là thái dương, hay các bạn còn hiểu là mặt trời, theyang hoặc là hè mặt trăng Thầy 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 mặt trăng đám mây đen Một cu rừng Một cu rừng Một cu rừng đám mây đen tuyết nùn nùn Nừng. tuyết mưa pì 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 mưa tia mặt trời hoặc là tia nắng hết sài hết sài hết sài đối với từ này thì các bạn có thể phát âm biến âm bằng hai cách đó là giống như là he và sal hoặc là hết sal tuy nhiên thì hai cái từ này khi mà các bạn phát âm nhanh thì nó rất là giống nhau chúng ta nghe sẽ giống như là gì nhỉ hết sal hết sal hết sal mà nghĩa là tia mặt trời hoặc là tia nắng gió hưu hưu đây là một danh từ mi phùng mi phùng mi phùng gió hưu hưu Tức là chỉ cái ngọn gió nhẹ nhẹ hưu hưu thôi Cơn hạn hán Kha mùm Kha mùm Kha mùm Cơn hạn hán Sao băng Nhu sòng Nhu sòng Nhu sòng Sao băng Đóng băng Ở 얼음 얼다 얼음 đóng băng trời trong xanh 하늘이 맑다 하늘이 맑다 하늘이 맑다 trời trong xanh bạn có 하늘 là bầu trời tà đối với từ này thì chúng ta phát âm như sau Phụ âm là phụ âm kép Tuy nhiên khi phát âm các bạn biến âm thành Mặc và tà Gấp đôi phụ âm tờ lên Mặc tà Mặc tà Trong xanh Mây răng Kurumi kita Kurumi kita Kurumi kita Mây răng Xương mù răng Án cây ca anh kể cả kỳ ta, anh kể cả sương mù răng gió thổi, 바람이 불다, 바람이 불다, 바람이 불다, gió thổi, tuyết rơi. Các bạn có thể dùng hai cụm từ tương đương nhau là 눈이 오다, 눈이 오다. Hoặc là nuni nerida Nuni nerida Tuyết rơi Gốc của nó thì từ nun mang nghĩa là tuyết Ota mang nghĩa là đến Có thể hiểu là tuyết nó đến ấy. Hoặc với từ nerida nó mang nghĩa là xuống Nuni nerida mang nghĩa là tuyết rơi xuống Các bạn có thể dùng một trong hai cụm này đều được Ấm áp Tatthata Tatthata ta tư tha tả ấm áp các bạn sẽ có về cách phát âm các bạn sẽ cần nối âm lên phát âm thành ta tư tha tả sờ và hờ kết hợp với nhau các bạn phát âm thành âm thờ thộp tả thộp tả thộp tả nóng chụp tả chụp tả chụp tả lạnh Xe, xe lạnh sal sarada sarada xe, xe lạnh mát lạnh hoặc là lành lạnh hoặc là xe xe lạnh ấy. tức là chỉ cái lạnh mơn man rất là nhẹ các bạn có thể dùng với sonul tả sonul tả, sonul tả mát lạnh lành lạnh xe lạnh lạnh cống, sirida, 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 lạnh cống. Ví dụ các bạn có thể dùng là 손 là tay, 손 có nghĩa là cái bàn tay đấy. 손이 sirida, tay lạnh cống. Thời tiết xấu, 날씨가 나쁘다, 날씨가 나쁘다, 날씨가 나쁘다. Thời tiết xấu Thời tiết đẹp Hoặc là thời tiết tốt Nán 좋다, ga chô thả Nán thả Nán thả Thời tiết đẹp Các bạn có nán là thời tiết Chô thả Nối âm lên phát âm thành âm thơ Chô thả nó mang nghĩa là tốt hoặc là đẹp Trời mưa bì ga o da bì ga da trời mưa ẩm ướt hoặc là ẩm thấp nung nu kha ta nung nu kha ta nung nu kha ta ẩm ướt ẩm thấp từ này viết là nung nu ha ta tuy nhiên các bạn sẽ cần biến âm giống như là dòng thứ hai này phát âm là nung nu kha ẩm ướt hoặc là ẩm thấp trời trong xanh Mắc tả mặc tả mặc tả trời trong xanh mát mẻ siêu ha tả siêu ha siêu ha si tả mát mẻ mình vừa chia sẻ với các bạn 60 từ vựng tiếng Hàn liên quan tới thời tiết Chúc các bạn sẽ ghi nhớ và nói tiếng Hàn thật là tốt nhé Để có thể nói tốt, đặc biệt là nghe và hiểu được ấy, Thì các bạn cần cố gắng học thật là nhiều từ vựng Khi mà các bạn nhiều biết được nhiều từ vựng Thì các bạn dù là các bạn chưa biết được ngữ pháp trong câu Nhưng các bạn có thể sâu chuỗi lại, các bạn có thể dịch được dịch được những cái từ ở trong câu ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể hiểu được là người ta đang muốn nói về vấn đề gì Thế thì đầu tiên đó là các bạn hãy cố gắng học thật là nhiều và ghi nhớ thật là nhiều từ vựng nhé Chúc các bạn sẽ học tiếng Hàn càng ngày càng hiệu quả hơn Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau Hẹn gặp lại nhé